Lamb Boss chính là cái tựa game của ngày hôm nay. Ồ, âm thanh gì thế? Âm thanh như là ASMR các bạn, làm cho mình hết hồn. Rồi, Bức Thư Gaming đây, xin chào các bạn. Thì tựa game này có ý nghĩa là mình nghĩ chắc là cục đèn, hoặc là một cái địa điểm có cái đèn các bạn. Thì đây là một cái game mà về SCP, nhưng mà mình không rõ cái con SCP này là cái gì cả. Chỉ là game này là nó sẽ là có một cái kết rất là mơ hồ các bạn ơi, và có một cái bầu không khí rất là kinh dị. Đấy thì tác giả giới thiệu như vậy. Ngoài ra thì không ghi gì khác nữa cả các bạn ơi. À, ở trong đây có cốt truyện này. À, về một cái con STB gì đó các bạn ơi. À, và có lẽ như là chúng ta đang đến một cái trung tâm nghiên cứu. Rồi, tiếp qua nhá. Khoan, mình chưa kịp đọc các bạn ơi. À, nhưng mà nói chung là tiếng Anh thì mình cũng đọc nó không có ra hệ thống gì cả, cho nên là có thể là nó sẽ sai các bạn. Để về con STB. Đấy. Nghe nói là nó ở khu vực này. Rồi, chúng ta cần phải kiểu như là có cái máy gì đó để đo các bạn. À. Rồi, cần phải thu thập ít nhất là 5 cái mẫu thí nghiệm về để mà phân tích. À, đại khái chắc là nói như vậy. Rồi, bây giờ đi thôi các bạn ơi. Ơ, à, khoan đã. Ơ, à, sao game này hợp lý thế? Đây các bạn, thứ mà mình mong đợi ở trong game kinh dị đây là sẽ có những cái đứa mà đi cùng với mình vào cái nơi nguy hiểm, chứ không phải là chỉ có một mình. Rất là vô lý các bạn. Đấy thì bây giờ là có những cái đứa mà kiểu đồng đội của mình vào đây để thu thập chung với mình đây. Ơ, à, cái cục đèn này có gì à? Mình thấy cái máy của mình nó đang phát ra âm thanh đấy các bạn. Nghe rất là khó chịu cái lỗ tai. Có phải là cái này không? Dr. Thor, có phải không? Không biết là có phải hay không nữa các bạn ơi. Nhưng mà có vẻ như là Dr. Thor cũng nói giống như mình là đứng ở dưới cái cục đèn này thì có cảm giác không thoải mái chút nào cả. Giống như mình là khi mà đứng gần thì nghe cái âm thanh rất là khó chịu lỗ tai. Cần phải thu thập gì đây? Khoai khoai đã, đây có gì đó không ổn này. À, có gì đó không ổn các bạn ơi, nhưng mà chúng ta... Ở đây! Tìm được một thứ có vẻ kỳ lạ rồi. Có vẻ như đó là một cuộn băng. Rồi, hiểu rồi. Ở đây, khi mà chúng ta phát hiện ra cái âm thanh khó chịu ấy thì chúng ta phải thu thập cái thứ đó các bạn ơi. Vậy lại là cái cục đèn này cũng thu thập được à? Thử xem. À, không được các bạn ơi, quả nhiên là không thể nào thu thập một cái mà to như thế được. Ơ? À, đây là một cái địa mềm đúng không? Lobby hay là cái gì đó thì vậy. Mình không rõ nữa. Ở đây cũng có những cái nấm mà trông rất là giống nấm độc. Xoay chuột hơi nhanh, như là game tốc độ chuột hơi nhanh. Rồi. Mình đã thu thập đủ 5 món chưa vậy? Hình như là chỉ có 4 thôi đúng không? Vẫn còn một cái nó không biết là nó ở chỗ nào. Ở đây, ơi khoan. Ồ, mình đứng từ xa nhìn tưởng cái này là cái gì các bạn. Tưởng là có ai đó mặc đồ kiểu như là cái đứa màu vàng vàng này này. Tưởng là đồng bọn của mình đang nằm ở đó chứ. Rồi, thu thập đủ rồi. Chúng ta không nên ở đây lâu. Ủa, vẫn chưa đủ à.
À, vẫn còn thiếu một cái nữa nhỉ. À, có thể là nó sẽ nằm trong những cái cây dưới này nữa các bạn. Cho nên là mình nên đi sát lại gần. Nó nằm trong những cái cây này là có khi là mình sẽ không phát hiện ra. Đã tìm hết rồi, mình nghĩ là này chắc cũng đủ năm, nó không có đề cho mình biết là mình đã tìm được bao nhiêu cái. Thấy mấy đâu chứ. Cái gì ghi năm thôi. Chúng ta cũng không biết là chúng ta đã có được bao nhiêu cái rồi. Mấy đồng đội có làm gì không thế? Nãy giờ chỉ thấy toàn mình đang đi tìm thôi. Còn tụi nó thì đi cứ đi vẫn vơ đó. Chỉ có cái này thôi. Hay là ở gần đây có gì đó. Không biết là gần cây cột đèn nó có gì không. Ờ, vẫn còn cái gì đó ở phía sau đây. Ờ, đúng rồi các bạn ơi. Mình thật sự đã thu thập thiếu. Nó chỉ ghi năm thôi, làm sao mà biết được là mình đã có bao nhiêu, nhưng mà thôi kệ. Rồi, báo cáo với lại Dr. Thor thôi. Ờ, không. Không phải Dr. Thor các bạn ơi. Mà Dr. Copper. Rồi, công việc đã hoàn thành rồi. Bây giờ cần phải quay về cái nơi an toàn. Đấy, chỗ này thì có vẻ rất là nguy hiểm. Rồi. Ôi, cái gì thế? Rồi, không ổn rồi. Tất cả những cái máy nó đều phát ra âm thanh cả các bạn ơi. Và cái đèn thì đột nhiên phát sáng. Sao thế? Ê, chuyện gì đã xảy ra thế? Ngày không biết. Kiểu như là chúng tôi bị biến mất khỏi thế giới bên ngoài. Đây chỉ có ánh đèn mờ thôi. Cái chỗ này là chỉ có ánh đèn mờ thôi. Đây giống như là một không gian khác kìa. Ui ghê thế. Cái quái gì thế? Ủa, mình tưởng là nó sẽ làm gì mình chứ các bạn ơi. Ở đây rõ ràng là có một cái bộ xương đây, mà còn được sắp xếp kiểu như là theo một cái kiểu gì đó rất là nghệ thuật các bạn. Một cái máy tính. Ở trong đây là chỉ có những cái ánh đèn mờ thật sự này. Bây giờ là mình không có cái máy để mà xác định xem coi là âm thanh gì sẽ phát ra từ những cái này. Xương gì đây? Xương sống à? Bây giờ mình cần phải đi đâu về đâu đây? Lại có một cái giấy khác nữa. Rất đáng tiếc là mình chẳng hiểu gì cả. Rồi. Ở trong bóng tối là kiểu như là sẽ không nhìn thấy gì cả. À, chúng tôi chỉ hơi dựa trên những cái ánh đèn chắc thế các bạn. Rồi có đứa bảo là hình như là... Bỏ đặt bẫy sẽ khiến an toàn hơn đúng không? Đây là ai đây? Hai đen là ai? Không có ở trong cái đội của mình các bạn.
Mà nhớ là không có đứa nào tên Hai Đen cả. Ơ, con mắt rơi ra rồi, có khi nào là cái lại là cái của thằng... Cái nốt lại là của thằng này không? Nó bảo là xem lại coi. Bị mắc kẹt ở trong đây và không thể thoát ra được các bạn. Chứ không phải đặt bẫy cảm thấy an toàn hơn. Kiểu nó bị phát điên luôn rồi. Có cái gì thỉnh thoảng là có những cái sự lựa chọn gì đó từ cái cục đèn. Rồi. Rồi có cái gì đó thì thầm gọi tên. Không biết đó là gì luôn, chẳng lẽ cái con hồi nãy thì thầm gọi tên à? Ồ. Thôi rồi, mình không biết là mình đang ở đâu luôn các bạn ơi. Đây là cái thời điểm đầu tiên mà mình ở đây là chắc rồi. Bộ xương nó rất quen thuộc. Tìm đường thoát ra khỏi đây và như là đó là ngã cục rồi. Có tìm thấy con đường thoát nào nữa đâu. Không thể nói chuyện được với thằng này nữa, thử xem. Không nói chuyện được luôn các bạn ơi. Cửa này có ra được không? Không lý nào ở đây là ngõ cụt. Ơ, đúng là mình phải kích hoạt cái máy tính nó lên. Ôi, nó chặn đường rồi sao mình đi các bạn. Ơ. Cái gì thế? Thực ra là tao muốn cái gì? Đến cái cục đèn. Cái cục đèn thì mình vẫn nhớ là nó ở bên đây. Thấy ra được không? Thấy ra được rồi các bạn ơi. Ê! Rồi. À, đúng là cái kết mơ hồ thật các bạn ơi. Cuối cùng thì chúng ta đã tìm cách thoát ra được khỏi cái không gian đó. Nhưng mà bên ngoài thì cả một đống SCP đang chờ đợi mình ở đó luôn. Và thoát ra được nhưng mà không biết là sẽ như thế nào. Vâng, vậy là game này đến đây là kết thúc rồi các bạn ơi. Mình nói thật là mình không hiểu lắm. Nhưng mà chắc là nếu có ai đó tìm hiểu về SCP thì có thể là sẽ thấy cái game này đáng sợ chăng. Nhưng mà mình chỉ tò mò bởi vì cái game này là đột nhiên đứng top 2 của cái thể loại game kinh dị, cho nên mình nghĩ là đáng sợ thôi. Chứ do mình không hiểu cho nên mình cũng không cảm thấy sợ lắm.
Có điều là game này là nó làm cái khúc mở đầu là khá là hợp lý các bạn ơi. Là mình đến cùng với đồng đội nhá. Có những cái người khác đi cùng mình đến cái nơi nguy hiểm, chứ không phải là giống như là những cái game kinh dị khác là chúng ta chỉ đến đó một mình thôi. Và cái này là mình cảm thấy là rất là đúng các bạn. Rồi, thì video đến đây kết thúc nhá. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu thích video này hãy bấm cho mình một like, đăng ký nếu bạn mới. Đừng quên lấy cái chuông để nhận được nhiều thông báo mới nhất của mình. Nếu các bạn không biết bình luận cái gì bên dưới thì bấm dấu chấm chứ phải chữ đã xem hoặc chữ ai còn đấy yêu xuống tí các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong một video khác. Bye bye.